Xin chào các bạn. Hôm nay là buổi thứ ba, chúng ta cùng trải qua hành trình 7 ngày phủ suối. Hôm nay là ngày thứ ba. Hôm nay mình sẽ trồng 1 phút 20 giây. Hôm qua là 20 giây, 30 giây, 1 phút 30 giây. Ok ạ. Nên mình có cách là 20 cm. Tại sao? Vì khi mình sợ xa quá mà mình chưa quen, mình sẽ đổ bừa ra đằng sau, ra sau ảnh hưởng đến cái lưng. Ok ạ. Trước khi làm thì các bạn nên khởi động một chút, bởi vì cái bài này nó căng hơn. Khi mà 1 phút 30 giây thì sẽ rất là lâu, trong cái hôm 1 phút 30 giây rất là lâu, có thể bị giãn mạch. Nên là chúng ta phải có một chút khởi động trước khi làm. Bắt đầu nhá. Mình vượt cho anh 1 phút 20 giây nhé. Quá đã. Vâng, cảm ơn mình nhé. Đến bài tập thứ ba thì các bạn nên nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, hít sâu từ từ và thở ra. Thì bắt đầu bạn sẽ thấy những cái tác dụng của nó. Cứ làm đi nhé. Xin chào.